Chào mừng các bạn đến với màn Ganymede Festival. Mình là Shin và đây là chuyên mục Bình luận chương, nơi mà chúng ta hãy cùng bình luận về diễn biến mới nhất có trong các series manga đặc sắc. Và trong video ngày hôm nay, các bạn hãy cùng mình đến với chương mới nhất có trong series manga My Hero Academia hay Boku no Hero Academia, Học viện Anh hùng nhé. Và không để các bạn chờ lâu nữa, chúng ta hãy cùng bắt đầu video thôi. Siêu năng lực All for One theo đúng nghĩa đen đã bị hỏng và ngừng hoạt động. Và nhân vật phản diện chính của bộ truyện này có thể sẽ chết. Hắn có thể sẽ biến mất vĩnh viễn. Bộ truyện My Hero vừa phá vỡ những gì mà chúng ta nghĩ là mình đã biết về những siêu năng lực. Và phần cuối cùng của câu chuyện vừa bước vào giai đoạn quan trọng nhất. Ok, giờ thì chúng ta hãy đi sâu vào phân tích những diễn biến mới nhất của trong chap này nhé. Ở chương trước, chúng ta đã thấy cái kết đen tối và bi thảm từ quá khứ của All for One và Yuichi. Chúng ta đã thấy All for One giết chết em trai của mình như thế nào, có thể bằng cách sử dụng siêu năng lực DK. Nhưng khi em trai của hắn ta mất đi, All for One nhận ra rằng lõi siêu năng lực của Yuichi bằng cách nào đó đã rời khỏi cơ thể của anh ấy. Đó là khi mà hắn biết rằng Yuichi có khả năng chuyển siêu năng lực của mình cho người khác. Và sau đó, All for One đã dành rất nhiều thời gian để cố gắng lấy lại siêu năng lực của em trai mình, thứ được gọi là One for All. Nhưng hắn đã thất bại liên tục và cuối cùng bị đánh bại hoàn toàn bởi người sở hữu One for All thứ 8 là All Might. Trở lại hiện tại, All for One quyết định rằng hắn phải thực hiện các biện pháp dù là tuyệt vọng nhất để tránh khiến cho bản thân không còn tồn tại trước khi có cơ hội tiếp cận Shigaraki. Vì vậy, hắn đã đánh cược mọi thứ vào một nước đi cuối cùng. Hắn kích hoạt tất cả các siêu năng lực của mình cùng một lúc, tạo ra một nguồn sức mạnh khổng lồ với hy vọng sẽ tiêu diệt được Bakugo và đưa hắn ta tới vị trí của Shigaraki cùng lúc. Trong bản dịch đầu tiên mà mình đọc được, có vẻ như là Bakugo tự tin rằng sẽ vượt qua được đòn tấn công của All for One và thậm chí không còn gọi hắn là kẻ ngốc vì nghĩ rằng chỉ như vậy là đủ để đánh bại cậu. Tuy nhiên, bản dịch chính thức đã dịch phần cuối cùng này như lời của Bakugo tự nói với chính mình. Điều đó nói lên rằng Bakugo vẫn vô cùng tự tin khi đối đầu với chiêu thức này và cậu ấy sẽ tiếp tục chiến đấu dù cho thế nào đi nữa. Chương mới nhất bắt đầu với cuộc đời của Bakugo, giống như nó chỉ vụt qua rất nhanh trước mắt cậu. Chúng ta thấy cậu được sinh ra và cha mẹ đang nhìn ngắm cậu một cách đầy yêu thương. Và sau đó chúng ta thấy cậu thời thơ ấu khi mà cậu vẫn còn ác ý với Deku. Nhưng ở thời điểm hiện tại, Bakugo tuyên bố rằng cậu sẽ không gây rối với Deku nữa. Điều này xác nhận sự phát triển về tính cách của Bakugo. Chắc chắn là cậu ta vẫn sẽ có thái độ điên cuồng mà thôi, nhưng cậu sẽ điềm tĩnh hơn trước. Đến đoạn này thì có thể nhiều bạn sẽ nghĩ rằng hồi tưởng quá khứ thế này thì chắc là sắp đi rồi. Nhưng mà không, tác giả quay xe và Bakugo sẽ không chết nữa, ít nhất là ở chương này. Bakugo ở thời điểm hiện tại đang chuẩn bị đón nhận đòn tấn công tối thượng của All for One. Đòn tấn công mà hắn đã tung ra trong chương trước liên quan đến việc kích hoạt tất cả các siêu năng lực của hắn cùng một lúc. Nhưng sau đó, Bakugo hét lên và khiến cho đòn tấn công siêu to khổng lồ mà All for One tạo ra đột nhiên phát nổ, khiến nó rơi xuống đất trước khi có thể chạm tới cậu ta. Bakugo tiết lộ rằng trước đó cậu đã che những giọt mồ hôi gây nổ từ cơ thể mình bằng những giọt mồ hôi bình thường để tránh chúng bị mưa phá hủy. Đây là lý do tại sao giờ đây cậu có thể kích hoạt một vụ nổ lớn bên trong All for One, bởi vì tên trùm phản diện đã vô tình đưa mồ hôi gây nổ của Bakugo vào trong cơ thể của mình trước đó. Từ chi tiết này, chúng ta cần phải phân tích. Đó là Bakugo có thể kích hoạt vụ nổ của mình từ xa. Rõ ràng, đây là một điều chưa từng xảy ra và là một bước đi chiến lược rất thông minh của cậu ta. Dù sao đi nữa, All for One vẫn bị sốc khi Bakugo có thể hạ gục hắn ta như thế này và Bakugo tự tin rằng cậu là một người thông minh và không giống như All for One. Cậu không cần nhiều siêu năng lực, chỉ cần duy nhất khả năng gây nổ bẩm sinh là đủ. All for One nhanh chóng nhận ra rằng toàn bộ đòn tấn công cuối cùng của mình vừa bị phá hủy và để hắn có thể vượt qua Bakugo và tiếp cận Shigaraki, hắn cần phải kích hoạt lại toàn bộ đòn tấn công đó. Rõ ràng, All for One biết rằng bản thân mình không còn nhiều sức mạnh nữa nên hắn ta cực kỳ tức giận khi mà Bakugo đã thách thức mình. Hắn hét lên vào mặt Bakugo rằng đây là câu chuyện của hắn ta và cậu chỉ là một nhân vật phụ, nhưng Bakugo không hề sợ hãi và cậu tiếp tục tấn công hắn bằng chiêu Whole Wizard Impact. Và khi trận chiến dữ dội và bùng nổ này tiếp tục diễn ra, All for One đột nhiên nhận ra rằng siêu năng lực của mình đang có vấn đề. Tất cả các yếu tố siêu năng lực của hắn giờ đều không hoạt động như bình thường. All for One bắt đầu nghĩ rằng có lẽ cơ thể của hắn hiện tại đã trở nên quá nhỏ bé và yếu ớt, nên hắn không còn khả năng kiểm soát lượng sức mạnh to lớn mà siêu năng lực All for One sở hữu nữa. Chúng ta đột nhiên có được cái nhìn thoáng qua về thế giới bên trong siêu năng lực All for One. Tuy nhiên, nó cũng tương tự như thế giới bên trong năng lực One for All, ngoại trừ việc thế giới bên trong năng lực All for One đông vui nhộn nhịp hơn rất nhiều
vì nó chứa đựng rất nhiều yếu tố siêu năng lực khác nhau, thứ mà tên trùm phản diện đã đánh cắp qua nhiều thế hệ. Thật thú vị, bản thân Alpha One giờ đây xuất hiện như một đứa trẻ bên trong chính thế giới hình thành từ sức mạnh của mình. Điều này cho thấy rằng, giống như cơ thể vật lý của hắn ta, siêu năng lực của hắn cũng ngày càng yếu hơn. Sau đó, chúng ta nhìn thấy vết tích của Hux, và như các bạn đã biết trong trường trước đó, anh ở đó vì Alpha One đã đánh cắp siêu năng lực của anh sau trận chiến ở núi Goa. Dấu tích của Hux giải thích rằng Alpha One hiện đã quá yếu ớt để có thể kiểm soát các siêu năng lực khác, và do đó, siêu năng lực của anh đã có thể kêu gọi các siêu năng lực bị đánh cắp khác. Một số người bị đánh cắp năng lực trong này có vẻ như là fan hâm mộ của anh, trong khi những người khác thì tức giận với Alpha One vì đã đánh cắp họ từ chủ sở hữu ban đầu. Và vì vậy, Hux dường như vẫn đang dẫn đầu một cuộc nổi loạn nào đó chống lại Alpha One trong thế giới sức mạnh của chính hắn ta, trong cơ thể của chính hắn ta và trong siêu năng lực của chính hắn ta. Anh nói rằng, cuối cùng thì vật chứa mới quý giá của Alpha One, kẻ được chuẩn bị từ thời thơ ấu để trở thành vật chủ mới của hắn, lại là thất bại lớn nhất của hắn ta. Trở lại thế giới bên ngoài, Ôn Mai tuyên bố rằng tất cả những thiệt hại về thể chất và tâm lý mà Alpha One phải gánh chịu trong suốt cuộc chiến cuối cùng này giờ cũng khiến cho hắn phải chịu hậu quả. Rốt cuộc thì nỗ lực của tất cả mọi người cũng được đền đáp và có ảnh hưởng thực sự đến tên trùm phản diện. Bakugo đáp trả tuyên bố của Alpha One rằng hắn ta là nhân vật chính bằng cách hét lên: "Đây là câu chuyện của tất cả bọn ta", và cậu đập hắn xuống đất một cách không thương tiếc. Ở bên cạnh, chúng ta thấy được bố mẹ của Bakugo đang hồi hộp theo dõi trận chiến của cậu con trai. Mọi người đang chờ xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, và dường như là Bakugo cũng vậy. Sau khi tung ra một vụ nổ mạnh mẽ khác về phía tên Alpha One, Bakugo nói rằng cậu sẽ không thể tự mình đánh bại hắn. Nhưng với sự nỗ lực chung của mọi người, có vẻ như là Alpha One cuối cùng cũng đã bị đánh bại. Hắn thua cả cuộc chiến bên trong thế giới nội tâm khi những siêu năng lực mà hắn đã đánh cắp trong quá khứ đang nổi dậy, và giờ hắn quá yếu để kiểm soát bọn họ. Hắn cũng đang thua ở bên ngoài khi mà Bakugo tiếp tục giáng vào cơ thể hấp tì của hắn ta, hết đòn này đòn khác. Và thực sự có vẻ như là đây là thời điểm để Alpha One thực sự thất bại và Shigaraki sẽ trở thành trùm cuối của bộ truyện. Tất nhiên là vẫn có thể có trường hợp quay xe, vì đây cũng là truyền thống của tác giả từ trước đến nay rồi. Ví dụ như đột nhiên có một sức mạnh bí mật nào đó mà Alpha One sở hữu mà chưa ai biết đến bỗng có tác dụng. Hắn có thể biết đâu Kurogiri bất ngờ xuất hiện và cứu hắn ta, nhưng mình cũng mong rằng những điều này sẽ không xảy ra. Mong rằng hắn ta sẽ mất khả năng chiến đấu hoặc không tồn tại luôn thì càng tốt. Dù thế nào đi nữa, mình nghĩ rằng chúng ta nên chuyển sự chú ý tới trận đấu hoành tráng cuối cùng giữa Shigaraki và Deku lúc này đã thức tỉnh. Tuy nhiên, chúng ta có phải thừa nhận rằng nếu đây thực sự là kết thúc của Alpha One thì vẫn còn một số câu hỏi chưa được giải quyết. Liệu rằng có phải Shigaraki được sinh ra mà không có siêu năng lực nào cả, và Alpha One đã bí mật trao cho hắn ta khả năng đi cây, dẫn đến việc hắn vô tình giết chết chính gia đình mình và trở thành một mớ hỗn độn với vết thương tâm lý để tên trùm phản diện có thể lợi dụng. Cuối cùng, sau tất cả những suy đoán của người hâm mộ, liệu có mối liên hệ nào giữa Alpha One và bố của Deku hay không? Có rất nhiều giả thuyết cho rằng Alpha One thực sự là bố của Deku, giả thuyết cho rằng bố của Deku đã bị Alpha One giết chết, hoặc giả thuyết cho rằng bố của Deku là một nhân vật phản diện khác làm việc cho Alpha One, vân vân. Tác giả đã hứa với chúng ta rằng bố của Deku sẽ xuất hiện trước khi bộ truyện kết thúc. Vậy thì đến lúc đó hay chưa, hay ông ấy đang trêu đùa với chúng ta? Và khi siêu năng lực của Alpha One đã bị hỏng, liệu các siêu năng lực mà hắn đã đánh cắp có quay trở lại với chủ nhân của nó hay không? Tất cả những câu hỏi này chỉ có thể được giải đáp ở những chương sau mà thôi. Manga anime hiện đã có trên nền tảng TikTok. Các bạn hãy follow bọn mình ở trên TikTok để xem được những video cháy thiệt cháy nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Manga anime. Và vừa rồi chính là diễn biến mới nhất có trong series My Hero Academia hay Học viện Anh hùng mà chúng mình muốn đưa đến cho các bạn. Nếu các bạn thấy thích video này thì đừng quên để lại một like, share và subscribe cho Manga anime Official để chúng mình làm ra được nhiều video hay hơn nữa trong tương lai. Mà cũng bởi vì nó miễn phí mà. Mình là Shin, cảm ơn các bạn đã theo dõi video và xin hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye!